muốn yêu tổ quốc mình, cần yêu tha thiết nguyên dân ca. Tiếp theo với sự phát triển của đề của người cao tuổi, thôn Linh Xá, xã Phú Túc với bài người bác dặn trước lúc đi xa, nhạc Trần Hoàn hướng dẫn chương trình đọc văn truyền thể hiện đọc tấm gương kính mời quý vị cùng thưởng thức. Oh.